V22 của 348 các inox. Inox 304 V20 22 18 16 các loại hàng về đây kho nha. Để quay cái cuộn cặp này thì bữa giờ lần đầu tiên mình cuộn hàng cặp đi. Quá. Chị thấy đi biết cắt kiểu gì ra đây. Anh cơm ấy. Đấy. Cắt tay cắt cái gì rất là nguy hiểm của mùa giờ nữa. Rất đẹp.